Rồi, tiếp tục là của bạn Nguyễn Viết Cường, Nha Trang Khánh Hòa, KM262. Lên luôn. Còn siêu rồi, chưa có bóp ra nè. Tháo lại cũng ra rồi. Nó có cái là giống như con mặt nạ nó quay á, mặt nạ nó đã gắn rồi, mình để mình mô tả chi tiết luôn. Đây là cái lưỡi cắt của nó, bên trong đây là mỡ bò chứ không có gì hết thôi, mỡ bò để cho nó cắt êm mỡ bò đó, thấy không? Mình thấy cái lưỡi không đó, đó nó chỉ vậy thôi. Mình quay rồi, rút cái này nó sẽ rút tới đây, bắt đầu rút tới này mỡ bò thôi. Sửa lại cái phe bóp lại cho bạn xuống rồi, phải nó hơi lỏng. Dạ ok rồi đó. Nguyễn Việt Cường, Nha Trang Khánh Hòa, KM262, đơn hàng của anh đã được đóng rất là đẹp.